Rồi, chào các bạn nha. Thì mình phát hiện được cái con bọ cánh cứng hai sừng nó đang ở bên dưới cái gốc cây ô môi nè các bạn. Hình như là nó đang bay lại, nó hút nhựa nè. Một con bọ cánh cứng hai sừng rất là đẹp luôn. Để mình quay cận cảnh nó cho các bạn xem nha. Đây nó đang bò đi. Ở dưới đây thì nó có cái lỗ sâu ăn nè, nó chảy nhựa ra nè. Mới bay lại. Cái loài bọ cánh cứng hai sừng này nó thường thường lại những cái gốc cây ô môi này các bạn, rất là dễ tìm thấy luôn. Con này cũng khá là bự ạ. Đây nó kêu đấy. Bắt nó. Nó cũng rồi. Rớt rồi. Bắt được rồi. Con này nuôi cũng được nè các bạn. Con này mình cũng có quay cho các bạn xem rồi. Bọ cánh cứng hai sừng nè. Con này là con đực nha. Nó quấu rất là đau luôn. Này hình như là tới mùa nó rồi. Mùa bọ cánh cứng nè. Con này mình sẽ bắt nó nuôi nữa các bạn. Nuôi coi chơi. Thì con này rất là dễ cho nó ăn. Mình thấy cho nó ăn cái cây chín nè. Nó khoái ăn nhất là mía. Cây mía của mình á. Nhãn, mía nhãn. Đu đủ chín rồi nó cũng ăn luôn. Mình sẽ nuôi nó nha các bạn, bắt nó đi. Quay chút các bạn xem chơi cho vui. Thôi vậy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.